Xin chào các bạn, chào mừng các bạn lại quay trở lại với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Tôi rất là vui khi được gặp lại các bạn. Và trong cái bài học trước thì chúng ta đã học được ở cái phần thời thì của động từ, có nghĩa là các cái thời thì xoay quanh thời điểm quá khứ. Và trong cái bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học một cái phần cũng rất là quan trọng, các cái thời thì xoay quanh thời điểm hiện tại. Đúng không ạ? Các bạn đi vào cái bài học số 8, lesson số 8. Đó là hôm nay chúng ta vẫn học về động từ và học phần thời thì tiết 2. Và trước hết thì chúng ta như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ học cái phần words of the day. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một câu, tôi nghĩ là câu này cũng rất là hay. Đó là gì ạ? Đó là các bạn có thể nghe nhá. Đó là gì ạ? Cái người mất tiền thì họ mất nhiều. Người mất một người bạn thì họ mất rất nhiều. Nhưng người mất đi cái sự quyết tâm thì họ mất tất cả. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa đó là các bạn mất tiền, mất người bạn nhưng mà không thể mất đi sự quyết tâm. Nên là gì ạ? Nên đó là các bạn hãy giữ sự quyết tâm trong tất cả mọi điều trong cuộc sống lẫn như trong học tiếng Anh. Tại vì sao? Bạn mất cái sự quyết tâm là bạn sẽ mất tất cả đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là cái câu này tiếng Anh của nó là gì nhá. Nào, cái người mà mất tiền thì họ sẽ mất nhiều. Thì trong tiếng Anh sẽ là gì ạ? Đó là gì ạ? The person who lose money. Lose much. Yeah. Cái câu này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa đó là những người mà gì ạ? Mà mất tiền thì họ sẽ mất gì ạ? Mất nhiều, đúng không? Nào, thứ hai là gì ạ? Đó là the person who lose a friend. Thì gì ạ? Thì lose very much. Yeah, đây là câu thứ hai. Cái câu thứ ba đó là gì? Đó là but the person who lose, đúng không ạ? Chúng ta có từ sự quyết tâm là gì ạ? Đó là gì nhỉ? Đó là determination. Yeah. Thì lose, yeah. Lose. Yeah, mất tất cả ở trong tiếng Anh là gì nhỉ? Đó là all. Được chưa ạ? Lose all. Yeah, chúng ta không dùng từ everything đúng không ạ? Nào, mà bây giờ này, nếu mà xét về mặt kết cấu thì chắc là các bạn cũng đã học cái phần gọi là mệnh đề tính từ thì chúng ta cũng đã biết rồi. Tức là gì ạ? Tức là đây là chủ ngữ này, đúng không? Who's lose money? Đây là bổ sung nghĩa cho từ the gì ạ? The person. Các cái trường hợp sau tương tự như vậy, đúng không ạ? Và gì ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ học những cái từ vựng như sau này. Thứ nhất đó là gì? Đó là từ lose money. Đúng không? Cái từ thứ hai là gì ạ? Đó là lose a friend. Đúng không? Và cái thứ ba là gì ạ? Đó là chúng ta có từ gì nhỉ? Đó là lose determinations. Đúng không ạ? Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng học phát âm nha. Nào, các bạn biết là gì? Các bạn biết đó là cái từ O, cái vần O, S, E. Thì chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Đó là use, ví như là lose. Cái này chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Và quan trọng nhất là đó là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ học cho tôi cái từ vựng này nha. Một cái từ vựng rất là hay, đó là từ gì ạ? Đó là sự quyết tâm. Cái từ này chúng ta sẽ đọc nào nhỉ? Chúng ta có 1 tiếng này, 2 tiếng này, 3 tiếng này, 4 tiếng và 5 tiếng. Chúng ta sẽ nhấn vào cái tiếng này. Và gì ạ? Các bạn rút ra một cái kinh nghiệm khi các bạn có thể ghi giúp tôi như sau này. Đó là cứ cái đuôi shen này này, E-O-N này này, thì chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết đứng trước nó. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là trọng âm sẽ nằm ở chữ nay này. Đúng không ạ? Nên là cái câu này chúng ta, cái từ này chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Đó là 1, 2, 3, 4. Da-da-da-da-da. Determination. Okay. Và chúng ta hôm nay thì chúng ta chỉ cần nhớ cho tôi các cái cụm đó là gì ạ? Lose money, lose a friend và lose determination thôi nha. Yeah. Nào, vậy này cái câu này thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Bằng ngôn ngữ của chúng ta diễn đạt lại những cái gì mà chúng ta suy nghĩ nhỉ? Các bạn có thấy câu này đúng không ạ?
À, rất là đúng đúng không ạ? Nên là gì? Nên đó là cái câu này nhá, bạn hãy nói theo tôi nhá. Nói gì đó là cái người mà lose money thì họ lose much. Những người mà họ lose a friend thì họ lose very much. Còn những người mà lose cái determination thì họ lose all. Ok, nên là gì? Nên đó là các bạn hãy giữ lấy cái determination của mình nhá. À, các bạn có sự determination không? Các bạn có determination không? Nếu các bạn có determination thì không những trong cuộc sống, trong học tập của bạn cũng như trong học tiếng Anh thì chắc chắn là chúng ta sẽ được rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Nên là gì? Nên đó là các bạn đừng để mất tiền, đừng để mất một người bạn, nhưng mà quan trọng nhất là đừng bao giờ để mất cái determination. Yeah, hôm nay chúng ta học được một từ ngữ rất là hay, determination. Các bạn sẽ đọc lại giúp tôi nhé. Determination. Determination. Đúng không ạ? Các bạn phải có determination nha. Ok, nào. Cái phần số 2 ấy, cái phần số 2 ngày hôm nay thì tôi sẽ dạy các bạn, chúng ta sẽ đi tiếp vào cái phần là gì nhỉ? Cái phần gọi là Grammars of the Day nha. Các bạn đi cho tôi cái phần 2 La Mã, đó là Grammars of the Day. À, 2 La Mã nha. Chúng ta sẽ đi cái phần đó gọi là Grammars of the Day. Grammar of the Day. Và ở cái phần Grammars of the Day ngày hôm nay đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục với mặt thời thì của tiếng Anh. Và gì ạ? Và chúng ta sẽ đi tiếp cái loại thời thì số 2, đó là các thời thì. Các thời thì xoay quanh hiện tại. Các thời thì xoay quanh hiện tại. À, như các bạn đã biết là gì ạ? Đó là thời thì là gì ạ? Là cái dạng của động từ để làm sao người nghe, người đọc có thể hiểu được xem là gì ạ? Hành động đó, sự việc đó xảy ra trong timeline nào. Và hôm trước chúng ta đã nghiên cứu các cái thời thì mà nó xảy ra xoay quanh timeline quá khứ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với các thời thì xoay quanh timeline hiện tại. Vậy này, timeline hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn lên đây nào. Chúng ta sẽ lại có một cái trục thời gian. Và tôi sẽ đánh dấu bây giờ không phải là hiện tại. À, không phải là quá khứ nữa, mà nó sẽ là hiện tại. Vậy, tương tự như vậy, chúng ta sẽ có những cái thời thì nào nhỉ? Nào, cái loại thời thì số 1 của chúng ta. Cái loại thời thì số 1 của chúng ta, đó là cái loại thời thì mà gì ạ? Đó là nó bắt đầu trước thời điểm hiện tại và kéo dài đến thời điểm hiện tại đó. Kéo dài đến thời điểm hiện tại đó, nó giống như kiểu là cái loại thời thì mà kéo dài đến một thời điểm quá khứ thôi. Tôi lấy một cái ví dụ như sau, là gì ạ? Đó là tôi sưu tầm tem, tầm tem được 5 năm rồi, được 5 năm rồi. Vậy được 5 năm rồi, cái ý của tôi muốn ám chỉ ở đây là gì ạ? Đó là gì nhỉ? Đó là tính đến thời điểm hiện tại đã được 5 năm, hay nói cách khác là trước tôi bắt đầu sưu tầm tem trước thời điểm hiện tại và tính đến nay đã được 5 năm. Nên là đây là cái loại thời thì số 1, nó tương tự như là trong quá khứ thôi. Nên là cái loại thời thì số 1 tôi gọi là hiện tại hoàn thành. Đây là một thời thì vô cùng phổ biến. Tôi lấy một cái ví dụ như này. Tôi ở đây, tôi sống ở đây từ năm 2010. Tôi sống ở đây từ năm 2010 thì ý của tôi là gì? Đó là từ năm 2010 đến nay là tôi vẫn sống ở đây. Nên là nếu như tôi muốn ám chỉ như vậy thì chúng ta dùng thì quá hiện tại hoàn thành, được chưa ạ? Nào, còn cái loại thời thì số 2 nó cũng giống như là timeline quá khứ thôi. Thời thì số 2 là thời thì để diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Về cơ bản đó là tại thời điểm nói, tại thời điểm này, lúc này, ngay lúc này nó đang diễn ra. Ví dụ, tôi đang dạy tiếng Anh, các bạn đang học tiếng Anh, tôi đang nói chuyện với các bạn, các bạn đang ngồi lắng nghe tôi, thì đều là thời thì trong timeline số 2. Và gì ạ? Và cái timeline số 2 này, nếu như quá khứ thì chúng ta gọi là quá khứ tiếp diễn, còn hiện tại thì chúng ta sẽ gọi là hiện tại tiếp diễn. Chúng ta lại nhớ lại trong timeline quá khứ nha. Chúng ta còn một loại thời thì gì đó? Đúng rồi, chính là loại thời thì số 1 cộng với 2. 1 cộng 2. Vậy 1 cộng 2 là loại thời thì như thế nào? 1 cộng 2 là loại thời thì mà diễn tả một sự việc xảy ra trước thời điểm hiện tại hay là xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến thời điểm hiện tại và hiện tại,
nó vẫn còn đang diễn ra, hoặc chí ít nó cũng đang để lại một hậu quả ở hiện tại. Đấy. Nên là gì? Nên đó là các bạn sẽ ghi giúp tôi nhé. Đó là gì? Đó là kéo dài đến hiện tại và hiện tại nó vẫn còn đang diễn ra hoặc nó đang để lại hậu quả ở hiện tại. Đó. Nên là gì? Nên đó là cái thì hiện cái thì 1 câu 2 này ở trong tiếng Anh người ta gọi là thì gì ạ? Hiện tại hoàn thành nhưng nó vẫn còn tiếp diễn. Tiếp diễn. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nào, cái loại thời thì số 3. Cái loại thời thì tiếp theo cũng là loại thời thì nó mang tính chất rất là chung chung ở hiện tại. Có nghĩa là bây giờ nhá. Tôi lấy một cái ví dụ cái thời thì số 1 cộng 2 một chút. Ví dụ tôi nói là tôi sưu tầm tem được 5 năm rồi và hiện tại tôi vẫn còn đang sưu tầm tem thì tôi dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hoặc tôi sưu tầm tem được 5 năm rồi và hiện tại tôi có một cái bộ sưu tầm tem rất là đồ sộ thì tôi vẫn dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Có nghĩa là để lại hậu quả hiện tại, để lại kết quả hiện tại hoặc là vẫn còn tiếp diễn hiện tại nha. Rõ ràng như vậy. Nào, tiếp theo nào, chúng ta có một cái loại thời thì thứ ba. Thứ ba đó là gì? Đó là cái loại thời thì mà nó ám chỉ rất chung chung, nó giống như là cái thì quá khứ thôi. Và gì ạ? Và cái loại thời thì số 3 này là cái loại thời thì mà gì ạ? Mà chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Đó là nó sẽ xung quanh thời điểm hiện tại. Xung quanh thời điểm hiện tại, nó không ám chỉ một thời điểm cụ thể nào cả. Tôi lấy một ví dụ như là gì ạ? Hàng ngày, ngày nay, đúng không ạ? Hoặc là đơn giản là tôi thích đọc sách, tôi thích đi xem bóng đá, tôi thích làm gì đấy, đúng không ạ? Thì nó là một cái thời gian rất là chung chung tại điểm hiện tại, không ám chỉ một cái thời điểm cụ thể nào cả. Và cái thời thì số 3 này tôi gọi là loại thời thì diện. Nếu quá khứ thường thì ở đây sẽ là hiện tại thường, đúng không ạ? Hay là hiện tại đơn. Hiện tại thường hay là hiện tại đơn nhá. Nào, vậy tóm lại là ở xung quanh hiện tại chúng ta sẽ có bốn cái thời thì cơ bản. Thứ nhất đó là thì hiện tại hoàn thành. Thứ hai đó là thì hiện tại tiếp diễn. Thứ ba đó là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và thứ tư đó là thì hiện tại đơn. Nào, vậy cái kết cấu của nó như thế nào? Kết cấu của nó như thế nào? Kết cấu của nó sẽ như sau. Nếu như quá khứ hoàn thành thì gì ạ? Thì kết cấu vẫn là have cộng với verb P2 hay là verb ED thôi. Thì cái have này nếu quá khứ thì have chia quá khứ. Còn nếu hiện tại thì have này phải chia ở hiện tại. Và chia ở hiện tại của have này chính là gì ạ? Have hoặc là has. Ok nhá. Vậy tóm lại thì hiện tại hoàn thành kết cấu của nó sẽ là have, has cộng verb P2. Ok. Nào, thế thì hiện tại tiếp diễn thì gì ạ? Thì là tiếp diễn thì là gì nhỉ? Đó là be cộng với verb thêm doing. Và be chúng ta sẽ chia phù hợp với thì hiện tại. Hay là gì ạ? Hay là chúng ta sẽ chia thành là am nếu chủ ngữ là tôi. Chúng ta sẽ chia là is nếu chủ ngữ là he, she hoặc là it. Và cuối cùng chúng ta sẽ chia là are nếu chủ ngữ của chúng ta là gì ạ? Đó là you, we, they hoặc là các chủ ngữ số nhiều khác. Nào, nên tóm lại này, đó là hiện tại tiếp diễn kết cấu của nó sẽ là am, is hoặc are cộng với verb being. Nha. Nào, tiếp theo tương tự như vậy thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng giống như thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn thôi. Và gì ạ? Và các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Đó là hoàn thành thì là have been và tiếp diễn thì là be verb in, đúng không ạ? Nên là gì? Nên đó là hoàn thành tiếp diễn hôm trước chúng ta đã học rồi. Đây là hoàn thành, còn đây là tiếp diễn. Nên là gì? Nên đó là nếu hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì chúng ta sẽ chia have về thành gì ạ? Have hoặc là has. Có nghĩa là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, kết cấu của nó sẽ là have, has, been, verb been. Đó, các bạn thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Nó giống như kiểu là timeline ở trong quá khứ thôi. Nào, tiếp theo đó là thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì nó sẽ chia trực tiếp gì ạ?
động từ nó giống như kiểu là ở thì quá khứ đơn thôi. Nên là hiện tại đơn này á, thì nó sẽ là gì nhỉ? Verb, hoặc là verb thêm s hoặc là es. Nếu mà đối với các đôi số ít, nếu mà đối với các cái một đó là cái chủ ngữ số ít, thứ hai đó là gì, đó là es, thì cũng giống như kiểu là danh từ thôi, tận cùng là s này, x này, sh này, ss này. Ok. Cái này thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nó không vấn đề gì cả. Nên là gì? Nên là tóm lại thì về mặt thời thì xung quanh thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ có các thời thì cơ bản như sau. Đó là gì? Đó là hiện tại hoàn thành, diễn tả một hành động kéo dài đến hiện tại. Ok. Kết cấu của nó là have, has cộng verb 12. Thứ hai, hiện tại tiếp diễn, diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Kết cấu của nó là am, is, are cộng verb being. Thứ ba, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, diễn tả một hành động đang gì nhỉ? Đang xảy ra hiện tại và nó cũng đã bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại. Đúng không ạ? Chúng ta có kết cấu là gì? Đó là have, has, been, verb being. Và thứ tư, đó là hiện tại thường, nó chỉ đơn giản là các verb thường thôi. Ok. Nào, ngoài ra thì ở hiện tại này thì chúng ta có thể ghi cho tôi một vài các chú ý như sau. Chú ý ạ. Ok. Nào, chú ý thì chúng ta sẽ chú ý về một số các cái động từ đặc biệt, mà động từ này ở trong tiếng Anh gọi là động từ khuyết thiếu, đúng không ạ? Các bạn sẽ chú ý cho tôi này. Thứ nhất này, đó gì, đó là các cái từ này, các cái từ như là có thể này, nên rồi là từ gì ạ? Từ phải, từ cần. Đấy. Thì gì ạ? Thì những từ này khi dịch sang tiếng Anh thì nó gọi là động từ khuyết thiếu, và khi dịch sang tiếng Anh nó sẽ là gì ạ? Can này, may này. Rồi là gì ạ? Rồi là should này. Phải là gì nhỉ? Must hoặc là have to. Còn cần là gì nhỉ? Cần là need to. Đúng không ạ? Và gì ạ? Và các bạn có thể ghi giúp tôi này, đó là những từ này thì theo sau nó sẽ là một động từ giữ nguyên dạng, không được chia gì cả. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ cộng ngay với một cái verb luôn. Được chưa ạ? Đây là cái dạng rất là phổ biến ở trong tiếng Anh, tức là động từ khuyết thiếu. Đúng không ạ? Động từ theo sau động từ khuyết thiếu phải để ở dạng nguyên thể nhá. Tức là tôi có thể bơi, I can swim. Bạn nên học tiếng Anh đi, you should learn English, đúng không ạ? Bạn phải học tiếng Anh đi, you must learn English. Yeah, okay, đó là một cái chú ý nhỏ nhỏ ở trong cái phần này nhá. Vậy thì tóm lại là gì ạ? Tóm lại đó là ở trong hiện tại thì nó cũng sẽ có timeline giống như trong quá khứ thôi. Bây giờ các bạn chỉ cần ngồi, chúng ta sẽ liên tưởng tới một cái ví dụ gắn liền với bản thân chúng ta thì chúng ta sẽ có thể nhớ được thôi nha. Nào, chúng ta đã kết thúc các cái phần thời thì xung quanh thời điểm hiện tại này rồi.